ngoài. Đây là lớp cơ đầu tiên, ta có cân cơ chéo bụng ngoài này, cơ chéo bụng ngoài đây đúng không? Cân cơ chéo bụng ngoài thì sẽ bám vào dây chằng bẹn này, và bám vào trụ trong này, và trụ ngoài và bám vào giống mu đúng không? Và đây là cái phần dây chằng phản chiếu tạo thành cái lỗ bẹn nông. Thì đây là cân cơ chéo bụng trong. Còn đây là cơ chéo bụng trong đúng không? Thì cơ chéo bụng trong thì được chia ra thành lá trước và lá sau. Ở phía dưới thì nó sẽ cùng với cân của cơ ngang bụng mà tạo thành liền bẹn. Cơ ngang bụng thì đây là cơ này và cân nhé. Đây sẽ là mạc ngang. Mạc ngang có lỗ bẹn sâu, có dây chằng gian hố. Thế còn ở đây là phúc mạc. Phúc mạc thì giữa mạc ngang của phúc mạc ta có các thành phần là gì? Dây treo bằng quang này, thừng động mạch rốn này và động mạch thượng vị dưới nhá. Và đội phúc mạc lên thành các nếp. Nếp rốn ngoài, nếp rốn trong và nếp rốn giữa, hố bẹn ngoài, hố bẹn trong và hố trên bàng quang. Ống bẹn thì nó sẽ đi như thế nào? Thì ta sẽ thấy là nó sẽ đi từ cái lỗ bẹn sâu ở đây, đến cái lỗ đi qua cái liềm bẹn này nhá, thì đi xuống dưới đây, đây đi cái lỗ bẹn sâu, này, lỗ bẹn nông này. Đấy, nó sẽ đi như này. Thì thành trước của ống bẹn sẽ là cơn cơ chéo bụng ngoài với một phần là của cân cơ chéo bụng trong. Thành dưới là dây chằng bẹn, thành sau sẽ là mạc ngang và thành trên chính là liềm bẹn rồi nhá. Liềm bẹn hay còn gọi là gân kết hợp. Thế thôi.